nữa, tại sao mà trong vòng phút 15 phút, 20 phút vậy mà con Hà nó chết là sao? Đó, là dì Năm cũng tức trong mình, ở trong cái nhà dì Năm là không đồng ý, sao nó lại biết rồi mà chết như vậy. Riêng cái chỗ cái lời của dì Năm thì chúng ta thấy rằng lời của dì Năm nó còn có những cái nó bập bẹ. Nó bập bẹ, nó không có một cái sự đồng nhất giữa lời trước và lời sau. Lúc mà đám tang chị Hà, dì Năm khẳng định chỉ trong vòng 4 phút. 4 phút mà chị Hà phải ra đi. Nhưng qua cái vấn đề mà sau một khoảng thời gian, cộng đồng mạng phân tích, cộng đồng mạng mổ xẻ, thì dì Năm lại nói một mốc thời gian. Có nghĩa trong vòng khoảng thời gian trở nên là 10 đến 15 phút mà con Hà thế này thế khác, cho nên dì Năm tức. Có nghĩa rằng cái vấn đề ở đây chúng ta phải hỏi ngược lại, tại sao mà cái mốc thời gian mà dì Năm nói mỗi lần mỗi khác quý vị. Một người như dì Năm khi phát ngôn ra đó là rất chú trọng cái giờ giấc. Mấy giờ, mấy phút, dì Năm rất chú trọng vấn đề này. Đúng không? Mà tại sao một người mà chú trọng cái giờ giấc như dì Năm lại có những cái sai lầm mà nó đáng tiếc như vậy? Có nghĩa là dì Năm chia sẻ lần 1 nó khác với lần 2, và chia sẻ lần 2 nó khác với lần 3. Một người chú trọng từng giờ từng phút như dì Năm, tôi đảm bảo quý vị sẽ không có cái sự mà sai số. Có nghĩa là bây giờ mình đang chú trọng vấn đề đó, giống như là ngày mai mấy giờ sẽ họp, mấy giờ sẽ đi thế này thế khác, thì có nghĩa trong đầu của mình đã luôn luôn hình thành một vấn đề là thu xếp cái mốc thời gian theo một sự logic của khoa học. Thì chắc anh rằng tới giờ đấy là mình sẽ nhớ đâu. Đó. Mà dì Năm tại sao sự việc này nó là một cái sự việc xảy ra nha. Một sự việc đã xảy ra mà dì Năm nói hôm trước, hôm sau là dì Năm quên. Dì Năm đưa ra một mốc thời gian khác. Thì chúng ta hỏi rằng mốc thời gian dì Năm đưa ra nó có cái độ xác thực hay không? Ở đây mình đang cần cái sự mà xác thực cái mốc thời gian của dì Năm. Đó, nó như thế nào? Đó. Có nghĩa rằng tất cả ở đây là bây giờ nó thật sự mình không thể nhìn vào một cách tổng quan nào quý vị, mà phải nhìn vào từng cái chi tiết một của những người mà đã lên cộng đồng mạng chia sẻ trong câu chuyện của chị Hà. Trong đó có dì Năm, có Túng, có dì Mười. Đó, là những người mà chúng ta đang nghe trong suốt khoảng thời gian vừa qua, ba người đó là chia sẻ nó là nhiều nhất. Thậm chí liên quan đến cái chi tiết mà cái bộ đồ ướt của Tuấn mà bỏ trên cái như là chiếc xuồng, chiếc xà lan gì của là con Tiền, thì chúng ta cũng phải là lưu tâm cái chi tiết này. Bộ đồ đó anh đi đâu mà ướt? Anh làm chi bộ đồ đó ướt? Mà tại sao anh cũng có xà lan? Đúng không? Mà anh đi đâu qua xà lan của người ta mà ướt, mà anh bỏ xà lan của người ta hay anh bỏ qua cái xuồng của người ta? Đây là một trong những cái mình phải là lưu ý những cái mấu chốt này. Cho nên bây giờ đó, nếu mà Bê Linh có những cái gọi là cái như là cái kiến nghị yêu cầu đó, thì cũng phải lưu tâm vào những cái mốc thời gian. Tuấn điện cho dì Năm lúc mấy giờ, mẹ điện cho dì Năm lúc mấy giờ, dì Năm điện qua cho những người nào, có nghĩa trong ngày hôm đó mình chỉ tóm lại trong ngày hôm đó cái số điện thoại của dì Năm đó có những cuộc gọi đi và cuộc gọi đến là nằm trong những mốc thời gian nào. Từ đó là nó thật sự quý bà con, mình mới lần ra được những vấn đề khác. Có nghĩa bây giờ, hiện bây giờ đó, mình phải xét một trong những chi tiết, từng chi tiết một, từng cái gọi là cái từng giây luôn. Có nghĩa là lúc mà cái sự việc xảy ra đó, sự việc xảy ra chắc anh rằng dì Năm sẽ điện thoại đi và sẽ có những cuộc gọi tới dì Năm, đúng không? Tôi nghĩ là liên tục chứ không thể nào mà có chuyện mà cái như là dì Năm gọi rồi để mấy đó không ai gọi tới. Có nghĩa trong cái gia đình mà khi nó xảy ra một chuyện gì đó, chắc anh rằng cuộc gọi đến và cuộc gọi đi, và nhất là những người như dì Năm là một trong những người gọi là đứng ra để đại diện, đứng ra đại diện dì Năm, cũng có một trong những cái mối quan hệ nó cũng là trong làm anh dì Năm cũng có. Nên chắc anh rằng cái vấn đề mà dì Năm gọi đi, gọi tới, gọi lại tất cả mọi cái vấn đề thì cũng nên làm rõ vấn đề này. Trong ngày hôm đó, trong ngày 27 nha, trong ngày mà xảy ra cái sự việc đó, thì lưu tâm lại cái số điện thoại của Tuấn là một, số điện thoại của dì Năm là hai nè, gọi cho ai, gọi tầm khoảng mấy giờ đó, thì chúng ta phải xác định được những người nhận cuộc gọi và những người gọi tới là ai.
Chắc anh điều này tôi nghĩ rằng bé Linh, nếu bé Linh yêu cầu thì cũng là một trong những cái cũng có cơ sở, có cơ sở yêu cầu để nhờ cơ quan chức năng làm rõ. Nhiều lúc là các con sót cái chi tiết nào hay không, có nghĩa bây giờ tất cả mọi cái vấn đề mình phải rà soát lại hết từ đầu đến đuôi. Cái câu chuyện này nó là một cái logic quý vị, nó phải là có một sự logic mình mới là mới đi tới một cái kết quả được. Không thể bỏ bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, thậm chí và cái giờ tin nhắn Zalo hoặc là tất cả mọi cái thì bây giờ phục hồi lại hết. Phục hồi lại một tin nhắn Zalo nó đơn giản, nó không có gì khó cả quý vị con. Cuộc gọi, tin nhắn, tất cả phục hồi là đơn giản. Đấy là những cái mà chúng ta có thể làm được trong cái thời điểm bây giờ. Chứ còn bây giờ nếu mà tìm những cái gì đó mà trên xà lan thì bây giờ nó cũng hơi khó. Do cái sự việc này nó xảy ra cũng là đã 4 tháng rồi quý bà con, đã 4 tháng hơn rồi. Bây giờ mà nếu mà chúng ta mà tìm những cái gì trên xà lan hoặc là dưới lòng sông thì tôi nghĩ nó là cũng không có khả thi. Nó không có khả thi. Bây giờ những cái có thể là tìm được là trong cái điện thoại. Điện thoại đấy bây giờ nó thật sự ra thì bây giờ anh điện cho ai, anh nhắn tin cho ai, chỉ cần bây giờ nó thật sự chỉ cần có yêu cầu thì sẽ có kết quả nhanh nhất, gọn nhất. Trên vấn đề đây thì chỗ bé Linh cũng phải lưu ý, lưu ý cái vấn đề là điện thoại, điện đi và cuộc gọi nhận, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến, thậm chí tin nhắn, tất cả mọi cái từ những cái mà gọi là những cái mạng xã hội cũng phải là lưu lại hết. Cái đó nó mới ra câu chuyện. Chứ còn bây giờ nó thật sự mà mình không đi sâu vào chắc ăn rằng cái như nó cũng hơi khó. Có nghĩa là bây giờ chỗ bé Linh đang nghi ngờ cái gì thì cũng làm một cái đơn thư để mà nhờ cơ quan chức năng để mà làm rõ vấn đề đó giúp. Tôi nghĩ rằng là chắc ăn là cái như là bà người ta sẽ hỗ trợ cho gia đình thôi, chứ không có vấn đề gì phải ngại. Cái chức quan như vậy là cũng không được, mà trong khi là thằng Tấn nó bơ giết lợi rằng nó giết thì hợp xuống bắt tay luôn mà. Trong này chúng ta cũng đang nghe chị Nam nói một vấn đề là chết quan. Đúng, chị Hà đang chết quan. Vì đến bây giờ vẫn chưa có một nguyên nhân cụ thể. Nguyên nhân mà để gây ra cái chết là ngạt nước. Chứ mà chúng ta vẫn là chưa tin tưởng là chị Hà nhảy xà lan tự tử. Đúng không vậy? Cái vấn đề chị Hà nhảy xà lan tự tử là chúng ta chưa tin tưởng. Đó. Nhưng dì Năm với Túng cũng có một cái quan điểm thế này, có nghĩa rằng chặt dây xuồng nó ra cứu người thôi. Nhưng mà Túng trèo tới tận nơi mà chị Hà hụt xuống một cái, theo lời của Túng nói đó, theo lời của Túng nói thì Túng ngồi trên chiếc xuồng để mà chờ đợi 10 đến 15 phút rồi mới báo cho dì Năm. Riêng mốc thời gian đó cũng đã vượt qua cái mốc thời gian là 12 giờ. Theo lời của dì Năm nói là Túng điện cho dì Năm là gần 12 giờ nhưng mà Túng đã ngồi trên xuồng 10 đến 15 phút là cái thời gian nó đã vượt qua 12 giờ rồi. Và cái vấn đề thứ hai, chúng ta chưa thấy Túng có hành động nào mà cứu vợ. Mục đích của anh là gì? Chèo xuồng nó cứu vợ. Mà anh có cứu hay không? Không có. Anh ngồi trên xuồng anh chơi với anh không cứu. Theo lời của dì Năm nói cũng y xì lời của Túng, có nghĩa là khi mà chèo tới tận nơi dì Hà hụt xuống. Mà tôi cũng đã giải thích cái chỗ hụt xuống rồi. Cái hụt xuống ở đây là theo lời của dì Năm và Túng thì chúng ta đang hình dung là chị Hà chìm xuống theo một phương thẳng đứng là 90 độ, đúng không? Chìm xuống theo một phương thẳng đứng là 90 độ. Chứ còn nếu như đó, nếu như trên thực tế một con người với dòng sông lớn như dòng sông Vàm Cống mà từ cái mặt nước xuống cái chiều sâu nó khoảng là 2 mấy mét, không bao giờ nói chuyện có chìm xuống theo phương thẳng đứng, mà nó sẽ có một quãng đường đi với một góc nào đó. Đấy, đúng vậy, nó phải có một cái quãng đường đi, có nghĩa trong quá trình chìm xuống thì cái vận tốc dòng chảy nó sẽ cuốn cái con người đó đi đến một cái vị trí khác và nó chìm tới đấy là một cái vị trí khác. Nhưng thông qua lời của dì Năm và của Túng là chìm xuống một cái hụt. Túng là chìm xuống một cái hậy, còn dì Năm là bảo chìm xuống một cái hụt. Thì chúng ta đang hình dung, chúng ta đang tưởng tượng vấn đề ở đây là chị Hà đang chìm xuống theo một phương thẳng đứng. Điều đó là hoàn toàn vô lý, tôi không chấp thuận vấn đề này. Chìm xuống mà Túng cả như là với tay không kịp.
Thế anh với tay không kịp, mục đích của anh là ra trèo ra để cứu vợ. Anh với tay không kịp có thể là anh nhảy xuống anh cứu vợ. Nhưng anh có động thái không? Không có động thái cứu vợ. Mà mình qua những lời của Tuấn nói thì mình nói thật sự quý vị, mình đang hình dung là Tuấn ra đó để quan sát, quan sát xem vợ mình như thế nào thôi, chứ không phải ra để cứu vợ. Anh ra anh cứu vợ là khác. Anh cứu vợ, anh cứu người, anh phải có hành động cứu người. Anh cứu người, anh phải nhảy xuống khi mà anh thấy người ta đang trong cái cơn gọi thập tử nhất sinh đó. Anh phải nhảy xuống để cứu được con người. Nhưng đằng này anh ra mang tính chất là anh quan sát xem thử người đây như thế nào thì không phải gọi là cứu. Anh chỉ quan sát, anh chỉ nhìn, anh chứng kiến cái sự việc, anh không phải cứu. Làm cho cái chuyện một con người mà chìm xuống theo phương thẳng đứng mà chìm xuống một ký hỷ quá vậy. Anh chìm xuống ít ra phải quờ quờ cái như anh ra anh quờ quờ cái tay. Anh quờ quờ tay không thấy là anh có mới điện cho chị. Anh ngồi trên xuồng 10 đến 15 phút rồi điện. Đây là một trong những cái lời giải thích mình cảm thấy nó không hợp lý. Mà vì cho nên dì Nam nói một câu là con Hà chết oan, tôi nghĩ hoàn toàn hợp lý. Chết oan là đúng quý vị. Là cái chuyện này không có cái gì cho nên tại vì tự động nhỏ này nó buồn quá, nó dạy chồng nó không được, nó khuyến khích theo cái chồng nó theo cái ý của nó mà nó khuyến khích không được, thành ra nó buồn, nó cãi nhau, nó bị trầm cảm á con. Rồi nó suy nghĩ quá cạn cùng rồi nó nghĩ là nó biết đậu nhảy xong vậy là không có đến đậu chết. Bà còn thấy nó vô lý. Tôi nói là tôi cũng đã có hỏi bên gia đình chị Hà có bị bệnh chi không thì bảo không. Mà dì Năm là kết luận là chị Hà bị trầm cảm, khuyên thằng chồng, hướng thằng chồng đi theo ý nó mà không được, cho nên nó buồn, buồn sinh ra trầm cảm. Trầm cảm rồi cái nó nhảy xuống sông, cứ nghĩ biết bơi là không có gì đâu, không ngờ là chết. Chứ cái vấn đề ở đây nó thật sự quý vị, người ta đã, nó thật sự ra đó, người ta đã trầm cảm. Trầm cảm mà lúc mà Tuấn đi cả như là đi chơi mấy tháng trời này, mà người ta biết vận hành xà lan đó, biết để mà đem về một khoản lợi nhuận và sẵn sàng cho Tuấn với số tiền là một kiến là 20 triệu để Tuấn tha hồ ăn chơi nhảy múa, đúng không? Nếu mà trầm cảm là cậu Bảy là người trên xà lan, cậu Bảy cũng là người điếc. Đó, chị Hà là cái như có sử dụng thuốc gì hay không, theo tất cả những cái vấn đề nó phải là căn cứ vào cái toa thuốc của bác sĩ, những cái gọi là cái bệnh án mà bác sĩ kết luận lúc đó mới nói chuyện. Thế còn bây giờ qua lời của dì Năm mà biết chị Hà trầm cảm thì bà con có tin hay không? Chứ tôi là thật sự quý bà con, tôi không tin. Nếu mà chị Hà trầm cảm chắc anh rằng Bê Linh nó sẽ biết, đúng không vậy? Vì con gái nó hay thân thiết với là người mẹ. Trong cái trường hợp mà kể như là Tuấn là bỏ bê gia đình thì chị Hà chắc anh sẽ chia sẻ với con với cái, đúng không? Trên cái chuyện mà nói là chị Hà trầm cảm, mà cái vấn đề đây là nghe dì Nam nói mang tính chất là cái phương diện một chiều thì mình chỉ nghe thôi, còn tin chắc anh tôi sẽ không tin trong cái khía cạnh này. Nhưng mà tôi rất buồn cười một cái vấn đề thế này, dì Nam bảo rằng thương con Hà dữ dằn, thương con Hà hơn cả con ruột. Đấy. Ủa con cháu mình nó trầm cảm thì bây giờ nó thật sự ra ít ra thì mình cũng có đôi lần cả như là chia sẻ đôi lần, cũng là đưa đi khám cái đồ chứ, thì mình bây giờ hồ sơ đâu thì mình lưu lại đó, thì bây giờ đưa ra. Đến bây giờ dì Năm nó lên nó chay chay mà nó áp một cái này quý vị, là chị Hà có uống rượu uống bia nữa mới áp. Dì Năm nói là trên cái xà lan còn nửa ly bia, dì Năm xuống thấy còn nửa ly bia mũ. Nhưng cái vấn đề Tuấn là khẳng định một cái vấn đề là ly bia đó là ly bia của Tuấn, Tuấn đã uống hết rồi. Mà Tuấn uống hết rồi dì Năm xuống thấy cái gì, người ta không thấy ly bia, đúng không vậy? Tuấn đã uống hết rồi thì dì Nam xuống tôi nghĩ là thấy cái gì để không thấy ly bia đâu. Đấy.